hết đèn đâu các bạn chính tề đang người đi chậm trên con đường kính lệ. Hôm nay là một ngày không trẻ kiến nghiêng để không thấy đâu mà đỏ đang vương hàng lại anh em tiếng người thân chia xa cùng đi qua những khoảng thời gian bôn ba tôi ngược những ký ức như mà xe đang lặng trong con tim. Thank you.
Dân kinh tế không giao lưu với nhân dân tệ, mấy thằng hai mặt thẻ không kính nể, thúc vay tiền bằng các văn huynh đệ để làm trụ cột trong gia đình. Anh của đội bọn đi lên thật oai, trong thành phố như game nhập vai, vừa hip hop lại còn đẹp trai.